Thế bây giờ chị phân tích này, đối với thành phẩm thì mình sẽ phải qua một quy trình tính giá thành thì mới lên được giá vốn đây nhá. Nhưng mà đối với hàng hóa bây giờ chị sẽ làm một thao tác thôi, là đơn giá vốn sẽ lên ngay lập tức, sẽ lên luôn ở cái hóa đơn này. Thì chị sẽ làm một thao tác như sau này, em vào kho ở đây nhá. Vào kho, quy trình tính lại giá xuất kho. Em ghi hàng tháng sau khi hạch toán tất cả các hóa đơn bán hàng hóa vậy thành phẩm chưa? Thì cần phải làm thao tác này, vào kho này, tính lại giá xuất kho. Mình sẽ chọn tháng mấy? Tháng 5. Vậy bởi vì chị tính giá trị xuất kho theo từng tháng. Em hiểu không? Chọn tháng nhá. Khi tính giá là tháng, tính là tính theo kho và bấm thực hiện ở đây nhá. Bấm vào không sao lưu. Có rất nhiều thì nó tính lâu một tí, còn rất ít thì nó sẽ tính rất là nhanh. Thì bây giờ mình quay vào cái hóa đơn bán hàng đây. Khi tính giá xuất kho là nó sẽ có hai mục đích. Chị chỉ nói mục đích thứ nhất, đó là ở cái hóa đơn số 6 mà em bán hàng hóa thì giá vốn lúc này nó sẽ lên, thấy chưa? Lúc nãy không phải không lên không? Đúng. Nhưng khi tính lại kho thì giá vốn của hàng hóa nó lập tức là lên ngay. Vì sao? Vì đầu vào của mình đã có giá trị rồi, đúng không? Còn đối với thành phẩm nó không lên được ngay, bởi vì mình chưa tính quy trình tính giá thành cho nó. Em hiểu chưa? Và đây khi tính lại giá xuất kho chứng minh luôn là chị chưa dạy về công nghệ giá thành ở trong công ty lắp ráp này, thì có nghĩa quá trình lắp ráp mình chưa hình thành. Thì ở đây này, em thấy không? Đơn giá vốn chưa lên nhá. Hiểu rồi chị? Nó chạy giá vốn lên rồi chị. Do mình tính cái đơn giá của mình mua vào hả? Đúng. Khi mình chọn là tự chạy cái giá bán không? Nó sẽ không, cái giá bán cái giá không cái biết giá, rồi. Giá nhập vô giá đó chứ. Đúng, giá vốn. Mà giá vốn này là nó theo phương pháp bình quân. Mà bình quân là ngay từ đầu tạo cơ sở dữ liệu chị đã có giải thích đấy. Thì chị thấy là cái công ty của em là ví dụ như mua cái đèn này, nó không phải là lúc thì là giá thấp mà lúc thì giá cao, tức là giá cả của nó đều đều ấy, ít biến động. Mình chủ yếu là kế toán dùng theo phương pháp bình quân, được chưa? Hiểu rồi gì? Đấy là bán hàng. Vậy thì phần bán hàng này em sẽ tự mình thực hiện được không? Và kiểm soát nó bằng cách nào? Ví dụ như số 4 rồi, đúng không nào? Rồi đến số 5, tự nhiên một số 6 không có, chắc chắn là nó sẽ có vấn đề. Một là sẽ xem lại, có thể là xóa bỏ, được chưa? Hai là có thể là mình chưa nhập vào, thì mình phải nhập thế nào cho chị đúng theo thứ tự là 4, 5, 6, 7, 8, 9. Được chưa? Chứ không phải tự nhiên 4 hay nhảy sang 8 đâu nhá. Đấy là cũng một vấn đề rất nhỏ, nhưng mình phải kiểm soát để sau này mình lập tình hình sử dụng hóa đơn không bao giờ bị sai, được chưa? Thế thì tiện thể đang làm vấn đề bán hàng này, chị sẽ hướng dẫn cho em một vấn đề nữa, đó là phần hóa đơn xóa bỏ. Thế thì em vào phần bán hàng đây, chọn vẫn là chứng từ bán hàng nhá. Làm cho chị luôn cái này để khi lập tờ khai thuế mình sẽ khống chế được luôn tất cả các vấn đề. Chị giả sử như ngày 16 tháng 5, khách hàng thì chị sẽ ghi là click vào được cột màu xanh, chị chọn là xóa bỏ. Thì em bấm vào đây cũng là hóa đơn xóa bỏ, thì chị sẽ ghi ví dụ như số 6 là số xóa bỏ nhá. Thì chị ghi là bán hóa đơn xóa bỏ theo số 6 này. Và ngay ở đây ví dụ như ngày 16 tháng 5 đi, đây chị click vào dấu cộng màu xanh, chị thêm riêng cho nó một cái mã dịch vụ, đúng không? Mã dịch vụ giống như là hôm chị dạy em là chi phí tiếp khách hay là chi phí mua hàng cho quản lý ấy, thì riêng cái xóa bỏ bên ra này chị cũng tạo cho nó một cái là hóa đơn xóa bỏ, được chưa? Tính chất ở đây chị chọn nó là dịch vụ, và tất cả các thông tin này chị cũng không quan tâm, bởi thực ra hóa đơn xóa bỏ giá trị của nó bằng không rồi. Nhưng thuế xuất chị phải chọn là 10 hoặc 0 hoặc 5, chứ không chọn là không chịu thuế. Tức là 10 hay 0 hay 5% nó cũng chả có ý nghĩa gì. Nhưng mục đích của nó là sang phần thuế này này. Em đỡ quên nhá, em đỡ quên. Thì ví dụ như là hóa đơn số, giả sử hóa đơn số 6 nhá, thì em xóa xong hóa đơn số 6 này, chị cất này, thấy chưa? Thì khi em hạch toán xong thì em sẽ đồng thời em lập tờ khai thuế để khấu trừ thuế, đúng không? Đấy là công việc của kế toán thuế tổng hợp. Thì sau này lập cái tình hình sử dụng hóa đơn ấy, em cũng phải kê khai hóa đơn số 6 này vào. Ý của chị là đang dạy cho em ở đây là về vấn đề hạch toán và kê khai.
nó sẽ phải thống nhất cái cách làm, tức là về tiền thể ở phân thể bán hàng này. Chị đang hướng dẫn các trường hợp là bán hàng hóa, bán thành phẩm, và nói luôn cách làm của hóa đơn xóa bỏ đây cho em ấy để em hiểu. Rồi bây giờ em sẽ sang cho chị phân hệ ngân hàng nha, mở cho chị cái sổ của ngân hàng hôm qua em gửi cho chị đấy. Bây giờ nhá, các cái giá nộp tiền mà giấy nộp tiền này cũng qua ngân hàng luôn này đúng không? Nên là em kết xuất ra từ trong hệ thống nộp thuế điện tử thôi. Thế bây giờ tất cả những cái phần mà em gửi cho chị hôm qua ấy, nội dung mà em gửi cho chị hôm qua là liên quan đến ngân hàng, chưa? Thì mua hàng mình học rồi, bán hàng mình học rồi. Đương nhiên khi mua hàng vào là những hóa đơn mà lớn hơn 20 triệu thì theo luật thuế em phải chuyển khoản thì em mới được khấu trừ thuế, đúng không nào? Thế còn về phần bán ra, khi có hóa đơn bán ra xong thì mới có cái phần công nợ phải thu. Thì lúc này mình thu thì nó hợp lý, hiểu không? Thế thì ở cái bước ngân hàng này nhá, em lưu ý chị hai vấn đề. Vào cho chị phân hệ thu tiền và chi tiền. Ở trong ngân hàng này trên Visa nó có rất nhiều, nào là thu tiền của khách hàng này, thu tiền của khách hàng hàng loạt này, rồi chi tiền này, rồi trả tiền nhà cung cấp này, nộp thuế này, chuyển tiền nội bộ này cũng hay dùng này. Nhưng ở trong ngân hàng này chị chỉ dùng đúng 3 mục thôi, đó là thu tiền, chi tiền và chuyển tiền nội bộ nhá. Vì sao? Vì này, trong thu tiền này nó cũng đã thu của khách hàng nhá, nó cũng có, tức là mình chọn khách hàng thì nó cũng là nằm trong thu tiền của khách hàng rồi. Nhưng nếu em chọn là thu tiền của khách hàng thì cũng được, với những công ty là thanh toán theo hóa đơn, em hiểu không? Thanh toán theo hóa đơn thì sẽ nên dùng phần thu tiền của khách hàng này. Và em làm đến đâu thì chắc chắn đến đấy, không phải sửa gì hết. Không phải sửa hóa đơn bán hàng, không phải sửa hóa đơn mua hàng thì hẳn là phân hệ này. Còn nếu không, em cất cái phân hệ thu tiền của khách hàng này xong rồi ấy, thì đến phần hóa đơn bán hàng mua hàng em có sửa những cái chứng từ liên quan, nó lại bắt em phải, phần mềm lại bắt em là xóa cái chứng từ thu tiền của khách hàng đi. Em hiểu không? Để lặp lại, nói chung là rất là rắc rối. Chính vì thế là em chỉ cần quan tâm cho chị phần thu tiền và chi tiền trong Visa. Thấy chưa? Thế em vào phân hệ thu tiền ở đây. Đối tượng đương nhiên nó sẽ, trong thu tiền em hiểu cho chị nó sẽ có 3 trường hợp xảy ra nhá. Một là thu tiền của khách hàng, đúng không? Thu tiền của trên phần mềm, tức là chính là phần bên có của ngân hàng, đúng không? Báo có của ngân hàng, tức là mình hiểu là mình sẽ phải vào thu tiền ở trên Visa ở đây, đúng không? Đấy là mình hiểu hôm nay như thế. Nhưng mà khi làm thì mình phải căn cứ vào sổ phụ ngân hàng, thấy chưa? Sổ phụ ngân hàng. Cái sổ phụ ngân hàng chính là cái tờ tổng hợp tất cả các giao dịch ấy. Cái tờ đấy em sẽ gửi cho chị nhá, nhưng mà chị vẫn dạy và em sẽ tự thống kê. Cái tờ đấy em sẽ xin vào cuối một quý hoặc cuối một năm nếu công ty ít, còn công ty mà nhiều là hàng tháng em phải ra ngoài ngân hàng ấy, em xin ngân hàng lấy về. Và hoặc là em đăng ký cái dịch vụ internet banking ấy ở trên để em theo dõi, để em phải tải. Thế bây giờ trong trường hợp là thu tiền gửi này có 3 đối tượng mà mình cần lưu ý. Một là khách hàng, thấy chưa? Ở đây này, một là khách hàng mà khi chị dạy em chị rất là rõ ràng là nhà cung cấp thì chị ghi là nhà cung cấp, còn khách hàng chị ghi là KH đằng trước này nhá. Chị ví dụ như là khách hàng trọng tín này thả tiền vào tài khoản ngân hàng của em, đúng chưa? Thì em phải chọn đối tượng khác nhau ở phần đối tượng thôi, đó là nộp tiền vào tài khoản của em. Và nội dung ở đây em ghi là thu tiền của khách hàng trọng tín nhá. Nếu em muốn rõ ra thì theo số hóa đơn bao nhiêu, nếu mà em họ sẽ trả cho em đúng theo số hóa đơn ấy thì em sẽ ghi nội dung là theo số hóa đơn. Em hiểu chưa nào? Ngày hạch toán và ngày chứng từ ở đây chính là ngày trên gì, trên sổ phụ ngân hàng nhá, được chưa? Sau khi mình đánh cái nội dung này ở phía trên này thì mình để con chuột ngay ở dòng diễn giải đây, chưa? Thì phần mềm sẽ tự động mặc định là nợ 1121 rồi, có cho tài khoản 131 số tiền. Thế thì đây số tiền thì đương nhiên là mình phải mở cái sổ phụ của mình ra. Trường hợp này em hiểu chưa? Theo chị, cái chỗ mà cái ngày hạch toán hồi xưa là mình chọn theo ngày ghi trong hóa đơn, bây giờ mình vô đây là mình sửa lại cái ngày mà mình
bên đó chuyển tiền cho mình. Được, ngày này là ngày bên khách hàng chuyển tiền và mở ngoặc phải căn cứ vào sổ phụ ngân hàng. Được chưa? Trường hợp thứ nhất, em hiểu chưa nào? Rồi. Rồi. Trường hợp thứ hai, quan trọng là đối tượng. Chị sẽ chọn là nhân viên, ví dụ như em đi nhá. Em nộp tiền vào tài khoản của công ty em, tức em mang cái tiền mặt ở công ty nhá, em mang vào trong ngân hàng em nộp, được chưa? Thì lúc này tiền ngân hàng tăng lên còn tiền mặt sẽ mất đi, thì em sẽ nghĩ đây là nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng, thì sẽ định khoản nợ 112 có 111 và đối tượng sẽ chọn là nhân viên, được chưa? Lưu ý cũng chọn ngày hạch toán là ngày thứ tư trên sổ của ngân hàng. Trường hợp thứ ba, một trường hợp rất là tháng nào cũng có hết mà ngân hàng nào cũng có mà công ty nào cũng xảy ra. Công ty em giao dịch tại ngân hàng đấy thì ngân hàng sẽ sinh ra cho em một cái khoản lãi nhập gốc rất là bé thôi, nhưng mà tháng nào cũng có hết, đó là ngày 25 cho đến ngày 30 tùy từng ngân hàng ấy. Em thấy ở bên giao thì bên có nó có mấy trăm nghìn hay mấy chục nghìn mà ngân hàng trả tiền cho em đấy, bởi vì em có gửi tiền tại ngân hàng giống như mình gửi sổ tiết kiệm đấy. Thì lúc này mình sẽ định khoản là nợ 112 có 515 doanh thu hoạt động tài chính, đúng nào? Nguyên lý chị thấy em nắm được nên chị nói luôn. Và đối tượng ở đây đâu có phải là nhân viên nữa đâu, cũng không phải là khách hàng mà là ai? Ngân hàng, đúng. Vậy ngân hàng ở đây là ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, mình chưa tạo danh mục thì lúc này mình sẽ click luôn ở đây và dấu cộng màu xanh. Thì cách làm của chị là hay làm là ngân hàng chấm nông nghiệp chẳng hạn. Và đương nhiên chị lại chọn là một cái là click vào cái dấu V ở trên ấy, là chị chọn là nhà cung cấp luôn, tức là họ là vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp của mình. Nhá, để mình chọn cho nó dễ, mình cất đây. Đó, thì lúc này thu tiền là thu tiền của ngân hàng và nợ 112 có 515, chưa? Số tiền tương ứng là bao nhiêu tiền đấy thì em phải mở sổ của ngân hàng của em ra để em đánh vào. Chỗ này em hiểu chưa? Rồi. Như vậy là phần thu tiền nhá, là cơ bản là có 3 trường hợp đấy. Còn một số trường hợp khác phát sinh thêm em hỏi chị sẽ tạm lời tiếp nhá. Thế đến phần ngân hàng chi tiền ở đây nhá. Chi tiền. À, chi tiền cũng có 3 đối tượng chính, đó là một ngược lại với bên thu tiền thì đây là nhà cung cấp, đúng chưa? Tài khoản chi đối tượng là nhà cung cấp. Các hành này. À, nội dung ở đây là mình nghĩ là trả tiền nhà cung cấp theo hóa đơn số bao nhiêu đó thì em sẽ phải ghi ra số tiền, bởi vì khi mình mua vật tư vào thì mình định khoản nợ 152 nợ 133 có 331 tổng giá trị thanh toán, đúng không nào? Thực ra nó rất là dễ nhưng mà mình sẽ phải cố gắng một tí ôn lại nguyên lý. Thì khi thực hành chị nói một cái là trong đầu em phải định khoản vanh vách đầu cơ nhá. Trường hợp thứ hai đó là quan trọng cũng là đối tượng thôi, tất cả cũng chỉ là đối tượng. Nhân viên ở đây thì em chọn cho chị phương thức không phải là ủy nhiệm chi mà là xét tiền mặt, được chưa? Xét tiền mặt ở đây nghĩa là sao? Nhân viên em cầm xét đi ra ngân hàng lấy một khoản tiền về đấy. Em có hay làm như thế không? Có. Rồi, thì nợ cho tài khoản 111 nhập quỹ, tiền mặt mình tăng lên nhưng mà tiền ngân hàng thì giảm đi rồi, đúng không? Nội dung này thì mình ghi là rút tiền tài khoản ngân hàng nào đó, mở ngoặc ai rút, nhi rút chẳng hạn, được chưa? Thì sau này nhìn vào đây kể cả nội bộ thì sếp cũng hiểu là ngày hôm nay em rút tiền về, đúng không? Số tiền tương ứng là 100 triệu chẳng hạn. Còn một trường hợp cuối cùng nữa ở trong phần chi tiền, đó là đối tượng là ai? Đối tượng ở đây chính là ngân hàng. Thì khi em thu được của ngân hàng một khoản tiền ở bên phần thu tiền đấy, đúng không? Thì chắc chắn là ngân hàng sẽ là người thu phí của em nhiều hơn, đúng không? Cái trường hợp mà đối tượng ở bên chi tiền này thì rất phát sinh rất là nhiều. Ở chỗ là em chi tiền trả cho ngân hàng là chính là phí đấy. 6422 là một trong trường hợp là các cái khoản V
Nếu em chuyển đi cho nhà cung cấp một khoảng 100 triệu thì em mất 22.000 tiền phí, đúng không? Thì có hai cách làm, một là em tách hai phiếu ra, một phiếu là em chọn là nhà cung cấp, một phiếu là em chọn là ngân hàng để anh hạch toán phí. Còn cũng có thể là em chọn luôn ở trong cái vấn đề là em chọn nhà cung cấp luôn nhá. Đây, gọi nhà cung cấp này chẳng hạn. Dòng thứ nhất thì em định khoản là nợ 331 cho chị là 100 triệu. Còn dòng thứ hai em định khoản cho chị là 6422 là tiền phí. Em hiểu chưa? Dạ, 22.000 để gộp lại cho đỡ mất thời gian mà. Đó. Thì ở đây em chỉ cần là đây nội dung thứ nhất là trả nhà cung cấp nhá. Nội dung thứ hai là phí chuyển khoản. Em hiểu ý chị chưa? Yeah. Còn trong trường hợp mà nó là một cái khoản phí độc lập, không phải là phí trả tiền, thì đương nhiên đối tượng đây là ngân hàng. Mặc dù ở đây là đối tượng là nhà cung cấp, nhưng mà do cái định khoản của nó không phải là 331, cho nên nó vẫn không đối ứng về phần công nợ ấy, thì nó không ảnh hưởng gì. Em hiểu chưa? Mình làm gộp luôn. Yeah. Còn trong trường hợp mà nếu như chọn đây là ngân hàng, là những cái khoản gì nhỉ, khoản phí hoàn toàn độc lập, không liên quan gì việc trả tiền, thì chị phải chuột xóa dòng chứng từ trả nợ đi, thì đây sẽ là 642. Nhưng mà lưu ý, đây là những khoản phí ở trong ngân hàng. Còn những cái khoản liên quan đến là gì nhỉ, tiền lãi vay ấy, thì sẽ đều là 635. Em hiểu chưa? Lãi vay, cho nên là phải phân biệt là đâu là lãi vay và đâu là chi phí quản lý để làm cho nó đúng nhá. Vậy bài tập về nhà em sẽ mở sổ của ngân hàng ra, làm cho chị hạch toán thu tiền chi tiền của tháng 1 cho đến tháng 6. Chị sẽ dạy tiếp cho em nhá. Yeah, yeah. Em phải ra ngân hàng bây giờ hết 2 quý rồi đấy. Sẽ in số phụ. In số phụ là mình sẽ làm từ đầu chí cuối. Chính xác luôn. Bởi vì trong cái chứng từ em gửi cho chị không đủ được và không kiểm soát được số dư nhá. Yeah. Em phải mở sổ phụ ra. Cái chứng từ em gửi cho chị chẳng qua là để giải thích là có những cái nội dung ở trong sổ phụ ngân hàng không rõ, thì em kiểm soát lại ở đấy, em xem lại ở đấy là cái đối tượng đấy là ai thôi nhá. Yeah, yeah, yeah. Ok rồi, thế thôi nhá. Yeah, yeah, yeah. Yeah.